Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, trong bảng xếp hạng sức mạnh hải quân thế giới năm 2021 của Global Firepower, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 38 toàn cầu và thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á về sức mạnh hải quân với 65 tàu chiến các loại. So với các nước Đông Nam Á, lực lượng hải quân Việt Nam có những lợi thế riêng có thể giúp chúng ta bảo vệ được chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống. Những năm gần đây, trước những biến động không ngừng của tình hình chính trị thế giới và diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, chúng ta cũng liên tục tìm cách nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Việt Nam để sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những biện pháp đó là tăng cường sức mạnh của đội hình tàu chiến. Tuy nhiên, trong giới hạn cho phép, chúng ta chưa thể mua mới hoàn toàn các tàu chiến hiện đại. Vì thế, phương án nhận tàu chiến đã qua sử dụng của các đối tác thân thiện theo cơ chế có qua có lại là một hướng đi hiệu quả. Và trong bối cảnh đó, Ấn Độ nổi lên là một quốc gia tiềm năng. Thông tin về việc Ấn Độ có khả năng sẽ chuyển giao cho Việt Nam tàu tên lửa đa năng 1.500 tấn đã khiến giới quan sát quân sự quốc tế phải choáng váng. Vậy thực hư điều này thế nào? Các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, phải nói rõ trước một điều rằng việc nhận vũ khí đã qua sử dụng, vũ khí cũ, vũ khí thuộc hàng thanh lý của các cường quốc quân sự trên thế giới không phải là điều mới mẻ gì mà nó đã diễn ra hàng trăm năm nay giữa các quốc gia với nhau. Đương nhiên, những vũ khí cũ mà chúng ta nói đến không phải là đống sắt vụn hay hàng đồng nát không đáng vài xu như các bạn đang tưởng tượng đâu ạ. Tất cả những vũ khí đã qua sử dụng mà các quốc gia chuyển giao cho nhau với các hình thức như viện trợ, tặng, đổi, bán hay thanh lý đều là những món vũ khí còn sử dụng rất tốt trong quân đội. Thậm chí nếu được nâng cấp, xử lý và biết cách độ hàng một cách tinh tế thì nó còn có sức mạnh gấp đôi, gấp 3 phiên bản mẹ đẻ của nó. Thực tế là nhiều vũ khí cũ sau khi Việt Nam nhận về và nâng cấp một thời gian thì chủ sở hữu của nó cũng phải ngã ngửa mà không nhận ra đó là loại vũ khí do mình sản xuất nữa bởi nó quá ưu việt. Và đương nhiên, không phải tự nhiên mà các quốc gia lại chuyển giao vũ khí đã qua sử dụng cho nhau đâu ạ. Bởi mang tiếng là cũ, nhưng trị giá của nó cũng vô cùng khủng khiếp đối với các quốc gia có tiềm lực quân sự vừa phải. Các cụ ta có câu, cũ người mới ta. Đối với những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng còn non trẻ và ngân sách dành cho quốc phòng chưa nhiều, lại chỉ có mục tiêu phòng vệ chứ không tấn công, không chạy đua vũ trang như Việt Nam và nhiều nước nhỏ trên thế giới, thì những vũ khí như thế cũng vô cùng quý giá rồi. Đương nhiên, ngoài việc tình thương mến thương với nhau, thì mọi cuộc chuyển giao vũ khí có điều kiện đi kèm theo kiểu ông mất chân giò thì bà cũng phải thò chai rượu các bạn nhé. Còn điều kiện là gì thì chắc chỉ trời biết, đất biết và các quốc gia biết với nhau thôi. Điểm lại, những năm qua, Việt Nam cũng đã từng nhận không ít vũ khí đã qua sử dụng từ các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, Nhật, Hàn và đặc biệt là Ấn Độ. Quốc gia đã dành không ít sự ưu ái cho Việt Nam về vấn đề hợp tác vũ khí. Ngoài các vũ khí mới, hiện đại mà Việt Nam đặt mua từ Ấn Độ, thì những năm vừa qua, Hà Nội và New Delhi cũng có một số giao ước về việc chuyển giao vũ khí đã qua sử dụng. Trong đó, có một loại vũ khí chiến lược dành cho lực lượng phòng vệ bờ biển. Nếu như Việt Nam sở hữu được loại vũ khí này, thì chắc chắn sức chiến đấu của lực lượng hải quân sẽ tăng lên rõ rệt và nó sẽ góp sức không nhỏ vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thưa các bạn, thời gian trước, nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ chuyển giao cho Việt Nam một con tàu hộ vệ tên lửa lớp Thai, và cụ thể là Thai 25 Khuskuri. Tin đồn được lan truyền từ trước đó rất lâu, chứ không phải thời gian gần đây. Đó là vào năm 2011, trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch nước Việt Nam, lúc bấy giờ là ông Trương Tấn Sang. Khi đó, Việt Nam đã đề nghị nước bạn giúp đỡ trong việc hiện đại hóa quân đội. Đáp lại thiện tình này, Ấn Độ đã hứa sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cảng chiến lược và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình. Và một số tàu chiến cỡ trung bình đó đã được bàn tán khá xôn xao trong cộng đồng những người quan tâm đến vũ khí quân sự. Nhiều nguồn tin cho biết, rất có thể con tàu phù hợp nhất để Ấn Độ chuyển giao cho Việt Nam chính là tàu hộ vệ tên lửa Thai 25 Khuskuri. Vậy con tàu hộ vệ tên lửa này có gì đặc biệt? Thưa các bạn, tàu tên lửa Thai 25 Khuskuri được đóng cho Hải quân Ấn Độ thay thế cho các tàu Persia đã cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 tàu được đóng gồm P-49 Khuskuri, P-47 Khanja, P-46 Kutha và P-44 Kipran.
Trong đó, lớp tàu Kukuri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar. Lượng giãn nước đề tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1 m, chiều rộng 10,5 m, mớ nước 4,5 m. Ngoài ra, con tàu còn được trang bị hai động cơ diesel công suất 14.400 mã lực, cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý một giờ, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý, khi chạy ở tốc độ 16 hải lý trên giờ. Tàu có thể chứa thủy thủ đoàn lên tới 79 người, trong đó bao gồm 10 sĩ quan. Chưa hết, hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không, trên biển Potip E, radar kiểm soát hỏa lực Yapunpra, dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 Vimpro điều khiển pháo hạm và pháo phòng không. Hỏa lực của con tàu này tương đối mạnh, nó sở hữu 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9, mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg, một pháo hạm AK-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30mm. Bên cạnh đó là hai bệ phóng tên lửa SAN-5 cùng hai hệ thống phóng mồi bẫy PK-10. Tàu không có Haga, nhưng san đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ HAL The Group. Thật tuyệt vời, phải không các bạn? Vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Type 25 Kukuri với tên gọi Type 25A Kora được Hải quân Ấn Độ đặt đóng. Có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2004, gồm P-61 Kora, P-62 Krik, P-63 Kulis và P-64 Kamus. Và sự thay đổi đáng kể nhất của Kora so với Kukuri là nó thay thế 4 tên lửa P-20M bằng 16 tên lửa KH-35 Uran có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạm AK-176 bằng pháo Otobera của châu Âu. Một con tàu tuy đã cũ, nhưng uy lực của nó thì vẫn là sự thèm muốn của không ít quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có các nước khu vực Đông Nam Á, phải không các bạn? Cứ tưởng tượng khi Hải quân Việt Nam sở hữu con tàu này với bộ đồ chơi khủng và tầm bắn kinh điển như vậy, thì những quốc gia không thân thiện, kẻ mà ai cũng biết là ai, liệu còn dám nhòm ngó đến biển đảo của chúng ta hay không? Đáng lẽ ra, theo lời hứa năm đó, con tàu này sẽ cập bến Việt Nam. Thế nhưng, do Ấn Độ sẽ gặp phải một số trở ngại dẫn đến sự chậm trễ của các dự án đóng tàu nội địa. Điều này khiến Hải quân Ấn Độ lâm vào tình cảnh thiếu tàu chiến một cách trầm trọng. Chính vì vậy, việc xem xét chuyển giao tàu cho Hải quân Việt Nam đã bị đình lại và Type 25 Kukuri vẫn đang lỡ hẹn với chúng ta. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự vực dậy như vũ bão của nền quốc phòng Ấn Độ đang trở thành cơ hội mới để chúng ta có thể nối lại đàm phán về con tàu hậu vệ tên lửa này. Điều này rất khả thi bởi những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Hà Nội và New Delhi ngày càng được củng cố bằng nhiều thỏa thuận chặt chẽ. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đánh giá, Việt Nam được xem như nhà lãnh đạo của ASEAN và là quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn những hành động gây hấn đặc biệt của Trung Quốc và giúp thống nhất đoàn kết ASEAN vì sự ổn định ở Biển Đông. Nói một chút về sức mạnh quân sự của Ấn Độ nói chung và Hải quân Ấn Độ nói riêng để thấy rằng khả năng bàn giao một con tàu hậu vệ tên lửa cho Việt Nam là dễ trong lòng bàn tay. Hiện nay, Hải quân Ấn Độ đang sở hữu một tàu sân bay, 11 tàu khu trục, 13 tàu hộ vệ tên lửa, 14 tàu ngầm phi hạt nhân, 2 tàu ngầm hạt nhân cùng nhiều tàu chiến khác với sức mạnh hàng đầu châu Á. Hải quân Ấn Độ cùng với Trung Quốc là hai quốc gia duy nhất ở châu Á vận hành tàu sân bay. Vào giữa năm 2022, Ấn Độ đã bàn giao 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tới Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, Việt Ấn đã ký bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần quân sự giữa hai nước được ký kết. Các thỏa thuận hậu cần quân sự sẽ tạo điều kiện cho tàu chiến hai bên tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau vì mục đích tiếp liệu, hậu cần và sửa chữa. Ngoài bản ghi nhớ trên, trong chuyến thăm tháng 6 vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Việt Nam cũng ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ năm 2030. Mới đây nhất, Ấn Độ còn tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa BrahMos là loại tên lửa hành trình siêu thanh được tích hợp công nghệ tàng hình và hệ thống dẫn đường tiên tiến nhất cho Việt Nam. Phía Ấn Độ nhấn mạnh rằng tất cả các thiết bị và trang bị vũ khí mà Việt Nam mong muốn sở hữu sẽ được cung ứng nhanh chóng để xây dựng quân đội và tăng cường khả năng phòng thủ, năng lực quốc phòng của mình. Bởi lẽ, theo các nguyên thủ của Ấn Độ cho rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa Hà Nội và New Delhi thì góp phần đáng kể vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Còn các bạn,
Các bạn nghĩ sao về mối quan hệ này? Hãy cho Hố Xanh Kiến Thức biết phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!